Đồ Gỗ Thành Phiên kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 11 tháng 8 2020 tại nhà Bắc Đồng ở Hưng Yên. Hôm nay chúng tôi giao một bộ cuốn thư câu đối, một bộ cuốn thư đây. Bộ cuốn thư đây là cái thư hồng, chữ là chữ Đức Liên Quang. Ở đây câu đối, câu đối rất vất vả. Câu chữ của bác. Thư cô đối là chất liệu gỗ bằng gỗ lựa, hàng hồng chỉ, gỗ dày 5 phân, hàng chúng tôi lựa chọn gỗ rất cẩn thận, gỗ trần trọn, hồng chỉ, cuốn thư này cuốn thư hồng chỉ, hồng đường, cuốn thư mai điểu, hôm nay bác đặt cuốn thư hồng chỉ, mai giao tại. Chúng tôi hoàn thiện xong đi giao sơn tại phòng thờ nhà bác này. Rồi bác đặt một bộ sập thờ chân 22 đây. Cái này quay tại phòng bác này, bác đang ngồi cuốn thư chúng tôi giáp vàng Đài Loan. Hiện giờ là đang là 10 giờ sáng ngày 11 tháng 8. Chúng tôi sáng nay vừa đi rào bàn giao một chiếc sập thờ trên Lý Nhân Hà Nam, và chúng tôi xuống đây và rào một bộ cuốn thư câu đố cho bác hoàn thiện xong. Đây chúng tôi rào hoàn thiện xong tại nhà bác đây. Đây văn phòng thờ nhà bác, hàng làm rất tận chỉ cho bác, làm rất uy tín cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm của Đồ Gỗ Thành Phiên. Mọi ai có nhu cầu mua sắm những sản phẩm cuốn thư câu đối hoặc bàn nhang ám, hãy liên hệ đến số điện thoại 0398949884 hoặc là nghề mộc lá xuyên vàng, xã Yên Ninh, huyện Yên Yên, tỉnh Nam Định. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video clip. Hẹn gặp lại.